Hôm trước tôi vẽ bác bằng ly nhựa, có bạn góp ý là tôi nên vẽ bằng lá hoặc là tre sẽ tốt hơn, nên là nay tôi lọ mọ ra vườn kiếm một cái lá gì đó xinh xinh để vẽ. Cái lá mít này có vẻ màu lem quá mọi người, biết luôn mang về nhà để tới công chuyện với tôi luôn. Vẽ bằng lá như này là hết ô nhiễm môi trường luôn nha mọi người, cùng chờ xem kết quả của tôi như thế nào nha.